8 người 4 cái nồi, cứ 8 người 4 cái nồi. Bên này còn hai người đúng không? Không, không biết hai người nào đâu. Đây đây. Đúng rồi, hai người đây vô luôn, đây là cô chú. Ok. Bây giờ cắt ăn. Mọi người ơi, bây giờ cắt ăn nha. Mọi người có thấy cây trứng sống không? Trái trứng sống á. Em còn súp và hấp là hút là uống chứ không có muỗng, chỉ có là người Việt Nam mình hoặc là một số các nước thì họ thấy là xài muỗng họ mới đẩy, chứ nguyên tắc là Nhật không xài muỗng. Mình hiện rồi gì không phải cái điện đó, khi mà xài điện thoại cái điện nó qua cái dây cái cục ấy thì nó chuyển qua là volt rồi, nó chuyển qua 220 rồi. Không, có nghĩa là cái đầu 220 hoặc là 100 volt nó đều qua cái cục của cái điện thoại đúng không? Cái cục volt thì cái đó nó chuyển xuống volt rồi thì nó không ảnh hưởng tới cái điện mì của em này. 220 trăm. Bỏ mì vô luôn anh, bỏ mì vô trộn luôn. Vậy là coi lại cái dây. Cái dây muối ớt gì? Coi lại cái dây sắp. Thì hư rồi. Phải thay dây. Đây. Lấy nhiều nhiều đi, lấy ra vừa mạnh luôn đi. Xe ra nhiều không bảo. Ai ăn nước mắm nè, uống mắm không? Nước mắm không? Đây. Giờ xe ra bú ít lòng nhiều nha. Em vô đây luôn. Mắm không? Có nước mắm không? Đây vô luôn.
Để xin thêm miếng nữa hết luôn rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái nhiều quá không? Đây con miếng lại đi. Thấy ra ta xin tưởng ra thứ gì? Ủa hết rồi. Tưởng ra. Dạ đổ vô con, đổ vô. Cái gì vậy? Ủa hết rồi, vừa lên luôn á, anh lấy nửa chén rồi. Chấm cái trứng béo luôn. Anh thử đi. Béo lắm luôn. Hả? Mấy nước trứng bỏ đi. Rồi vậy hả? Đâu để anh thử miếng rồi. Nước mắm.32歳。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 32
kể ra cũng rảnh ghê đó nhỉ, cái đó người ta gọi là rảnh. Tới cái buổi mà mình thử thức cái trà đạo của họ. Cái trà của Nhật á, họ làm bằng cái họ lấy một cái loại mà ngọt, cái ngọt tinh khiết của cái trà để mà họ làm ra. Thì họ lấy từ cái lá trà và họ làm ra cái bột trà. この抹茶の製法なんですが、オイスターサイバーといいまして、直射日光の当たらない茶葉の新芽を蒸して乾燥させて石臼で粉にしたものです。 Thì cái trà của Nhật á, họ sẽ lấy cái đọt trà, và khi mà họ lấy cái đọt trà đó, đó là cái đọt trà này á, buổi sáng á, họ dùng cái xương, cái xương mà tinh khiết của cái xương á, phá vào trên cái đọt trà, và họ lấy cái đọt trà đó, họ sấy ra, họ hấp lên và họ sấy khô, sau đó họ bỏ vô đây họ trà, bỏ lên gối họ trà, nó thành ra cái bột này. Thì đây là cái chổi đánh trà. Thì khi mà đánh trà đó, họ không có đánh theo kiểu mà đánh vòng, mà họ đánh theo kiểu chiếc M. Đánh lên đánh xuống, họ đánh theo chiếc M. Gọi là chổi trà. À, gọi là chổi trà. Đó, bây giờ họ đắm, cái tay của họ đắm sẽ là như vậy, chứ họ không có đắm tròn. Yeah, thì nói như là dịch như con này là nó thành chỗ trà, chứ không phải là trà. Đó, đắm vậy nè, không muốn uống trà, không đi ra vô dịch cái tô. Cái trà này á, họ đắm chứ em mà thì nó sẽ tan hơn. Nó tròn thì nó sẽ cuộn lại phía giữa. Còn đắm như vậy là nó đều hết luôn. Thì cái trà này á, họ đánh trong vòng 15 đến 17 giây và nó sẽ ra cái nước màu xanh đó. Thì bây giờ họ sẽ chiết ra để cho mọi người uống thử cái trà. Nó hơi nhẫn nhẫn nha. Nó hơi nhẫn nhẫn. Thực sự ra đó, cái trà đạo của Nhật đó, mình là tại vì rút cho nên họ làm như vậy thôi, chứ thực sự ra khi họ uống trà đạo á, họ sẽ làm một cái phòng của Nhật nó bằng chiếu. Thì cái người mà pha trà đó, họ sẽ mặc áo kimono. Bà này tới tuổi rồi, có giống như Phước là tới tuổi rồi, thì chuẩn bị đổi nghề. Thì bây giờ bà lại bà là người dạy về trà đạo. Chứ thực sự là nếu mà một cái phòng trà đạo á, khi mà mình vô đó... Nè mọi người ơi, tự chia nhau ha. Thì mình sẽ vô và mình ngồi theo kiểu của Nhật, và cô đó cô sẽ đi ra, cái cách cô cầm cái này cũng vậy nữa, cái cách mà cô cầm cái này rồi đó ha, cô sẽ cầm cô vuốt và cô làm rất là từ từ, coi như là mình ngồi mình nghe mình coi đóng phim chậm á, rất là buồn ngủ. Nhưng mà đó là cái cách của họ. Và đây là một cái bát uống trà.
thì các bạn mỗi người mà đi đó, mỗi người mà đi uống trà đó đều có một cái ly riêng, và cái ly này rất là mắc tiền. Mọi người thấy là ở đây nó màu đậm không? Đây là màu lạt, thì cái màu đậm này á nó là cái mặt chính. Thì khi mà họ uống trà đó, tay trái của họ, khi mà họ pha xong, tay trái của họ sẽ quay hai vòng và họ sẽ uống mặt này. Sau khi họ uống xong thì họ sẽ quay ngược trở lại để cho cái vị trí nó quay ngược để vô họ. Cái chính á là nếu mà cô ngồi ở một cái phòng uống trà thật sự thì mọi người sẽ nghe được cái tiếng đánh trà, mọi người sẽ nghe được cái tiếng rót của nước từ cái bình nước ra vào cái chén trà. Tại vì lúc đó mình tĩnh tâm, nó sẽ là một sự im lặng. Tại vì đây là cái trà đạo của họ đó, họ dùng chữ đạo, họ đưa lên hàng đạo rồi, thì tâm mình phải tĩnh. Cái này là chỉ có để làm sơ để cho mọi người cũng thử cái gì. Rồi ai chưa uống nè? Không, nó giống như là